Dụng cụ băm nhỏ Lock and Lock. Tối đa dung tích máy nhờ vào thiết kế khóa tay cầm. Dễ dàng và nhanh chóng băm nhỏ thực phẩm. Dụng cụ băm rau củ quả Lock and Lock. 3 dung tích phù hợp với nhu cầu. Dung tích 400ml và 650ml với lưỡi dao 3 cánh. Dung tích 900ml với lưỡi dao 5 cánh. Thiết kế tay cầm hình vòng. Dễ dàng sử dụng và băm nhỏ thực phẩm nhanh chóng. Quay đánh trứng đi kèm giúp trộn trứng và bột một cách thuận tiện. Dễ dàng tháo rời để vệ sinh. Chiêu đãi gia đình chỉ trong một nốt nhạc. Dụng cụ băm nhỏ và dụng cụ băm rau củ quả Lock and Lock. Premium Life. Lock and Lock.